Trời ơi, ăn cái gì mà đẹp trai dữ vậy trời. Thì trời tối mịt tối mù như thế này thì anh mới sang tìm em chứ. Bạn với bè. Ủa, đi đâu vậy? Mấy cái thứ mê trai đầu thai mới hết. Đã giờ còn bom nữa chứ trời ơi. Em chóng mặt, chóng mặt. Em xin lỗi, em hơi vô duyên tí. Tại anh Quang đi lâu quá không có về quê bộ. Bây giờ về trời ơi khác quá trời luôn. Bừng sáng có một cô phơ. Trời ơi. Em anh, mày làm gì mà múa mai quay cuồng giữa đường? Làm mất hứng à. Tao phan cái mận vô mặt mày giờ. Đi đâu chui ra vậy ông nội? Ồ, ông bạn lâu quá không thấy gì chơi. Giờ này có bộ bạn à. Trên thành phố thì làm ăn nó cũng bình thường thôi. Nhà thì chỉ có vài căn nhà lầu với lại vài chiếc xe hơi riêng. Xe hơi riêng mà ông kêu vài cái, ông kêu nhỏ chứ. Đừng nói xe trắng nãy chạy đi của ông luôn. Thì quê mình bé như thế này thì làm gì có chiếc thứ hai. Thấy người ta chưa? Thấy chưa? Ai như bạn tối ngày lo chuyện bao đồng, thắp tự dạo. Kệ tao, con mày có chăn quên đèn. Thôi, không nói nữa. Nè, cho mày bịt mận á, đem về ăn đi. Anh Quang, mình đi uống cà phê nha. Đi. Con khùng. Ngon. Cũng được. Cô anh Quang á, cái gì của ảnh ngon, ngon như ảnh gì đó. Mày ăn chưa biết ngon? Tôi cũng tính. Hay quá, tao nói mày biết con mấy thằng đẹp đẹp vậy á, coi chừng á, nó ghê lắm đó. Trong cái xã hội này chỉ có tao đẹp là hiền. Tao nghĩ mày nên đi mua cái gương về soi cái bản mặt mày đây. Mày đi làm anh thấm tử dạo chứ, rồi bây giờ mày nhìn ai mày cũng nghĩ người ta là người xấu, ăn cướp, giật đồ, lừa gạt hết trơn á. Tao nói cho nghe nha, cái đố kỵ là cái không bao giờ phát triển được. Gì? Mà nói tao đố kỵ á, tao đố kỵ nó tao được gì? Thôi, cãi tao. Tao lớn rồi, tao biết phân biệt được đâu là người tốt, đâu là người xấu. Không mượn mày dạy tao. Rồi có một ngày mày sẽ sáng mắt ra. Chim anh. Hả? Anh Quang. Anh Quang trả tiền cho em nè, đếm xem đủ chưa. Trời ơi, của anh Quang á là đủ hết trơn á. Em muốn còn mấy đếm lại đâu. Ủa, tại sao anh không đợi sáng mai á qua trả cho em. Anh đi trời gì tối buồn tối mệt gì, đã ai bắt cóc anh Quang tao. Thì trời tối mịt tối mù như thế này thì anh mới sang tìm em chứ. Mà anh Ê, mày thấy người ta chưa? Nè, mày nên đi mua cái gương về soi cái bản mặt mày lại đi. Chào anh. Dạ. Đi cà phê với anh không? Chứ ở đây anh thấy ngột ngạt quá. Nói gì mày? Dạ đi. Đi anh. À, kệ anh khùng này đi, kệ nó. Đi. Đi cà phê. Mình đi cà phê. Mày nhớ thằng Quang sẽ học chung tao mày. Thằng Quang con bà Gánh đó. À, Quang Gánh, bạn thân cũ hả? Ừ, thân mày lắm mà. Ủa sao mấy nay thấy nó về Sài Gòn về mà mày không đi chơi nó? Kìa. Cạch mặt nhau rồi. Ủa mắt gì cạch mặt? Ủa mày không hay gì vậy? Trâm Anh ơi! Trâm Anh! Trâm Anh ơi! Trâm Anh! Ủa gì vậy ông Quang? Anh giúp anh ơi, bây giờ tài xế của anh gây tai nạn giao thông ở ngoài đường, bây giờ công an giữ lại rồi, bây giờ anh phải đi giải quyết mà anh không có xe đi. Hay là em cho anh mượn xe của em đi. Mượn xe em. Gấp lắm rồi, anh chờ em xíu. Anh Quang, hay là để em đi chung với anh ra ngoài đó luôn ha, để em gồm lấy cái nón. Khoan em. Anh nghĩ là thôi em cứ ở nhà đi, tai nạn giao thông con gái ra nó không có tiện đâu nhá. Anh đi nha. Nhớ cẩn thận nha. Cả vé xe đâu đưa anh, để có gì gặp công an anh còn né được. Em để ở trong cốp xe á. Chạy okay. Xe nhớ cẩn thận nha. Ok, cảm ơn em. Cẩn thận nha.
Sao? Được bao nhiêu? Không biết tờ thì 10. Thế này, hết giá đi, đang cần tiền gấp. Ông bạn tôi cũng đi bán xe nữa hả? Sống rồi. Hành vi phạm pháp của anh đã bị phát hiện. Hôm trước tôi đã gặp một bác tài xế công nghệ lái xe màu trắng. Em ơi, đường nào ra quốc lộ vậy? Anh mới chạy công nghệ cho nên là không có biết đường. À, cứ đi thẳng qua là ra quốc lộ anh. Cảm ơn nhiều. Nhưng khi tôi gặp anh và hỏi chuyện thì anh lại nói đó là xe riêng của anh. Thì quê mình bé như thế này thì làm gì có chiếc thứ hai. Tôi nghĩ anh chỉ muốn nổ cho vui để lấy lòng Trâm Anh nên không để ý. Gì? Nó đại gia cũng mượn tiền mày nữa hả? Hết nhiêu rồi? Thì mượn 10 triệu. Ảnh bảo là tại ảnh bị rớt cái thẻ ngân hàng á, mà đang cần tiền gấp để đưa nhân viên làm hồ sơ đấu thầu gì ai biết. 1, 2. À, thôi lấy hết luôn đi. Trời ơi, cả đời này nè em còn không tiếc nữa thì 3 triệu này thì em tiếc làm gì với anh. Nhưng mà sau này á, cẩn thận nha. Chứ mà bây giờ mà hớ hên cái gì ra thì người ta cũng lấy đó nghe. Anh biết rồi. Cảm ơn với ba nha. Tôi đã chứng kiến anh nhận số tiền lớn từ chị ba, cùng với lý do mất giấy tờ như đã dùng với Trâm Anh. Rồi ngay sau đó anh đem số tiền này để trả nợ cho cô ấy. Tôi bắt đầu nghi ngờ hành động khó hiểu và lòng vòng của anh, nên đã tìm hiểu gặp bạn cũ của anh để hỏi chuyện. Trên Sài Gòn nó đánh bài thua tùm lum trên á, chủ nợ đang lùng và trốn về đây nè. Tao cũng dính khúc mà đâu đòi được đâu. Mày thấy đó, lúc nào cũng như đại gia mà toàn tiền thiên hạ không à. Tôi đã hiểu âm mưu lừa đảo của anh và quyết định theo dõi anh để tìm bằng chứng. Tôi đã nhìn thấy anh đi xe ôm đến nhà Trâm Anh và giả vờ như gặp tai nạn để mượn xe cô ấy. Cà vẹt xe đâu đưa anh, để có gì gặp công an anh còn né được. Anh còn không quên đòi cả cà vẹt xe để có thể bán chiếc xe này được giá cao hơn. Hết giá đi, đang cần tiền gấp. Tôi đã nhanh chóng báo công an và bắt giữ anh tại hiện trường. Mày theo tôi lên phương. Đi. Sau đây là một số khuyến cáo dành cho các bạn. Mùa Valentine này, bạn hãy thận trọng với những mối quan hệ mới. Hãy tìm hiểu thật kỹ để tránh những đối tượng lợi dụng tình cảm để lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Nếu bạn phát hiện những hành vi trục lợi khả nghi, hãy báo ngay cho cơ quan công an để điều tra và ngăn chặn những đối tượng này. Và tôi là Vinh Trần, hãy theo dõi tôi sẽ giúp các bạn tránh xa những nguy hiểm.